Dạ, con chào chú Trấn Thành. Dạ, con chào chú Trường Giang. Dạ, con chào chú Mơ Kiến Huy. Dạ, con chào khán giả. Nghi Tâm giới thiệu đi. Dạ, con tên là Nghi Tâm. Dạ, con 5 tuổi. Dạ, con tên là Trí Tâm. Dạ, con 5 tuổi. Dạ, con tên là Pháp Tâm. Dạ, con 4 tuổi. Dạ, Pháp Tâm chứ không phải Phép Tâm. Dạ, ai cũng kêu lộn tên cô chân đó. Dạ, con buồn quá trời luôn. Dạ, con tên là Ngọc Tâm. Dạ, con 4 tuổi. Dạ, con tên là Minh Tâm. Dạ, con 5 tuổi. Dạ, năm nay thì con lớn hết chân rồi. Ai cũng bự hết chân luôn. Dạ, năm nay con hết là sư phụ rồi. Dạ, con là báo công. Dạ, còn con hết làm tổ ngộ không rồi. Dạ, con cũng vậy. Dạ, con hết làm ngộ tịnh rồi. Dạ, con hết làm chứa bất giới rồi. Dạ, con hết làm con ngựa rồi. Dạ, ngày nào dạ thì con cũng tập thể dục hết trơn đó. Dạ, cho nên tụi con lớn lẹ lắm. Dạ, coi con hết đất nè. Con thôi tụi con đứng dậy đi. Hết đất không nổi mà sao sợ không à. Vậy chỗ đi. Pháp Tâm, hát một bài tặng cho khán giả nghe đi. Hát bài đi. Hát là một cổ đi về đi. Bài đó mới vô, hát sao? Bài đó mới vô, hát như vậy nè. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Thôi thôi, hát bài đó là đi luôn đó. Đi gì đó. Chị hát bài Cát Bụi đi. Thôi, bài đó năm ngoái hát rồi. Pháp Tâm, chị hát bài Thách Thức Kinh Hài đi. Ok. Là cho tăng ca tinh hành, cười miễn chí khi đến cười khoái chí. Là cho chim tăng và tăng rồi, chỉ khi không cười. Yeah. Con giới thiệu xong rồi, con cảm ơn chú Trấn Thành với chú Trường Giang. Hay quá, vẫn là huyền thoại. Những ngôi sao, những minh tinh hú hồn, không hề sút giảm phong độ, bước ra vẫn rần rần. Lợi hại thiệt, tụi con quá lợi hại. Lần này tới đây chuẩn bị bao nhiêu kịch bản vậy con trai? Nhiều 15 kịch bản. Nhiều 15. 15 kịch bản. Không ai làm lợi tụi con. Người ta kiếm vào chừng 3-4 cái, con ra con làm tới 15 cái. Chương trình ta có 5 vòng con làm 15 cái. Chắc con là con thi 7 mùa cũng chưa hết nữa phải không? Đúng không? Dạ hiểu. Sau cái mùa 1 khi mà tụi con được phát sóng rồi, khán giả có biết tụi con là ai không? Dạ biết. Dạ biết. Khi mà ra đường có ai nhận ra tụi con không? Dạ có. Người ta làm gì tụi con? Dạ khán giả thương tụi con. Khán giả thương tụi con. Ê, nó nghe đừng có hỏi nó có eco, nó trả lời cái năm đứa nó cũng một câu à. Như đó thôi, được rồi. Rồi bây giờ vậy nè, thi đi ha. Dạ. Năm nay không làm tề thiên nữa thì làm cái gì? Năm nay Báo công. Dạ, con là báo công. Con làm lao công hả? Báo công. Dạ, báo công. Báo công hay lao công? Dạ, báo công. Báo công khác với lao công chỗ nào? Dạ giống. Rồi, thi. Dạ, để con vô lấy lao cụ. Vô lấy đâu. Rồi. Dạ. Vòng 1, thời gian 60 giây bắt đầu. Quân ức quá đại nhân ơi, quân ức quá đại nhân ơi. Có chuyện gì vậy? Nói đi, ta xử cho. Dạ, chuyện này quá dữ lắm, không có đại nhân xử được không nữa. Yên tâm, cứ nói đi. Đại nhân xử không có được đâu. Dạ, gia đình khốn khổ của 7 người bị giết chết hết rồi. Chơi. Chết, sợ tim chuông, tới đây làm cái gì? Dạ, chết quá dữ lắm. Đâu, kể tai nghe coi. Dạ, chỉ sao một đêm, cha chết, mẹ chết, anh chết, chị chết, em chết, cô chết, chú chết, chó chết, chết hết. Chết hết rồi sao mà xử? Được rồi, thắng rồi, thắng vòng 1 rồi. Sao có duyên vậy? Chết hết rồi sao mà xử? Không mà thiệt, chết chết rồi xử cái gì nữa.
Dễ thương quá. Rồi, tiếp. Tiếp. Đang vui. Thi nữa không? Thi nữa không? Thi nữa không? Dạ thi nữa. Dạ thi nữa. Vô. Bao đại nhân, xử tiếp. Quá, cái này còn dài không con? Cái này còn vô, dài không? Vô, vô. Vô, vô, vô. Vô hộp á, bà kia nó lanh lắm. Vô hộp, vô hộp. Vô hộp. Tụi con ơi, như cũ nha, chú nói chữ bắt đầu mới diễn nha. Dạ. Yeah. Vòng 2, thời gian 60 giây, bắt đầu. Đại Nhung, đây là hiện trường vụ án. Ừ. Hung thủ thiệt độc ác. Trời ơi trời, chiến chiếu của anh em. Dạ. Con chuột mà nó cũng mong ta nữa. Đừng quên lớp đây. Dạ. Trời ơi, chiến chiếu, nhìn nè. Dạ. Nhìn đi, nhìn kỹ đi. Nhìn cái gì đây nhóm? Cứ như vậy, làm sao mà coi được. Nhìn đi. Ngân. Trời ơi. Trời. Xuất sắc. Ai nghĩ ra cái kịch bản này? Mà nó cái nhịp á. Cái nhịp nó gây. Nhìn đi. Nhìn. Cái kiến gì vậy? Sao mà có? Ai nghĩ ra cái này? Trời ơi. Nhìn cái gì đây nhóm? Cứ như vậy làm sao mà coi được. Xuất sắc. Đỉnh cao luôn. Nó có sự bất ngờ đó. Tại vì mọi người sẽ nghĩ là à, ông Bao Công là ông sẽ nói về vấn đề trong lỗ tai. Đúng. Là cái gì đó, cái lỗ tai. Người ta sẽ nghĩ là trong lỗ tai nó có cái gì. À. Không, sổ quá. Mày nhìn đi, cái kiến như vậy mà mày biểu tao nhìn. Xuất sắc. Đỉnh cao luôn. Thi nữa không con? Dạ nữa. Vô. Hợp liền. Rồi chưa? Dạ rồi. Thi ngang. Dạ. Rồi. Vòng 3, thời gian 60 giây, bắt đầu. Giả vi phạm vào công người xét xử. Quỳ xuống. Nó là đáng nghi ngờ nhất đó là nhân. Ừ. Chiếp. 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 Trời, chưa điều tra mà chiếp. Thắng rồi. Thắng rồi. Tụi con. Dừng lại. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Cái gì? Người ta vô chưa xử mà chém ta. Đại nhân tàu lao. Ta mới đang nghi. Người ta mới nghi phạm. Chém. Nhưng mà hình như còn nữa, hình như cái khúc này còn hay lắm nè. Cái này còn hay, diễn tiếp cái này. Khoan, cái đó người ta họp, người ta bàn chứ. Bây giờ mình thi nữa không? Dạ nữa. Vô. Chết. Vô, vô. Trời. Vô, vô, vô. 60 giây thời gian bắt đầu. Giả vi phạm vào công người xét xử. Quỳ xuống. Nó là đáng nghi ngờ nhất đó là Nhung. Ừ. Chiếm. Trời, chưa điều tra mà chiếm. Cái gì đại Nhung? Thuốc đó mà. Đại Nhung bất nóng, bất nóng. Người tên gì? Dạ cứ tên Công. Dạ cùng tên với ta hả? Thôi. Bà. Bà chém gì quá đáng như vậy. Trời ơi, ngang ngược, đại nhân ngang ngược. Cùng tao nó chém luôn. Ai ơi, cho tôi chết. Ai ơi.
Ôi ôi, tôi cười chảy nước mắt luôn. Bây giờ nè, thi nữa không? Chưa nữa. Vô. Trời ơi trời. Trời ơi trời. 3, 2, 1, diễn. Giả vi phạm vào công được xét xử. Quỳ xuống. Nói lại đi. Nghi ngờ nhất đó là nhân. Ừ. Chiếm. Trời, chưa điều tra mà chiếm. Có gì đại nhân? Thuốc có mà. Đại nhân quất nóng, quất nóng. Người tên gì? Dạ có tên công. Dạ ám trùng tên với ta hả? Chiếm. Đại nhân quất nóng. Phải điều tra mới được. Người gì mà không dự quá? Cái gì? Dạ ám chửi ta hả? Ây da đau bụng quá, ây da đau bụng quá, ây da đau bụng quá, ây da. Pháp Tâm. Dạ. Sao chưa điều tra người ta mà đòi chém người ta hoài vậy? Dạ, chứ Tâm chỉ đóng vai thôi. Hả? Chứ Tâm chỉ đóng vai thôi. À, cô chỉ đóng vai thôi hả? Dạ. Mà đời mình không có vậy đúng không? Dạ đúng. Ủa con ơi, bình thường là rút cái kim nó phải ra hay là rút ra nó còn cái cùi vậy không? Dạ có. Đâu bây giờ nếu mà tiếp nữa coi sao, vòng 6, bấm. Rồi. Vậy vòng 4. Tiếp nha, tiếp nha. Tiếp nha, thi tiếp nha con. Thi vòng 4. Ok, vòng 4. Rồi, 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 rồi vòng 4. Ủa, ủa mà nãy giờ mấy vòng rồi? 5 vòng rồi. Được. Thế là cổ, đào cổ, đào cổ. Nè, mới tâm bên đây nữa. Theo ý của nó là vòng 5 xong là về vòng 4. Dạ đúng rồi, ve lại, ve lại. Ve lại, nó thi lại. Tiếp. Mấy bé này không có giải thưởng là gì đâu, mình bỏ giải thưởng luôn đi. Kệ nó đi. Thưởng cái gì nữa? Không đồ giống như một. Trời, nó rút cái kiếm ra tôi muốn chết. Muốn kết cái vụ án này coi nó làm sao. Mà nó diễn 10 lần như một. Xuất sắc. Thái độ ngút trời. Đụng cây chém mà. Kỳ lắm nghe. Ngang ngược à. Rồi, 3, 2, 1, diễn. Giả vi phạm vào công được xét xử. Quỳ xuống. Nói là bé, nghi ngờ nhất đó là nhân. Ừ. Chiếp. Trời, chưa điều tra mà chiếm. Cái gì đại nhân? Thuốc quá mà. Đại nhân bút nóng, bút nóng. Người tên gì? Dạ có tên công. Dạ ám trùng tên với ta hả? Chiếm. Đại nhân bút nóng. Phải điều tra mới được. Người gì mà không dự quá? Cái gì? Dạ ám chửi ta hả? Ủa kia chiếm bị kỳ gì? Chiến chiêu cá lưỡi đâu? Thế em đó ha. Không. Quân đã chiến thắng hoàn rồi. Không. Khỏi cần đi kiếm lưỡi đây. Khoan, thắng rồi con. Dừng lại, dừng lại đó. Thắng rồi, thắng rồi. Thi tiếp không? Phát Tâm. Thi nữa. Thi nữa hả? Chương trình dạ. Mới báo. Tụi con phải thắng 10 vòng mới đưa tiền, không thôi không có đồng nào luôn. 15 vòng. Vô, hợp tiếp. Hợp tiếp. Cái đây hợp. 60 giây, bắt đầu. Dạo tôi sẽ ra dù ấy, Nguy ở đâu? Dạ có nhà. Ở nhà làm cái gì? Dạ có nhà ngủ. Trước khi ngủ, có đánh răng không? Dạ có. Thấy chưa? Răng của nó, bà nó còn dám đánh nó thì nó đâu có sợ ai. Dạ con đâu có giết người, cho đại nhân. Đôi lắm, con tôi đi xin. Dạ. Chị nhân chứ. Dạ. Đâu, kia lại tai nghe coi. Dạ. Vào đêm hôm đó, nó leo hàng rào, nó qua nhà người ta. Trời ơi là trời, nó giết chết hết, không tha một người nào. Mà ác dữ lắm, sao mỗi lần mở cửa, nó đi về nhà ngủ. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, con rể như vậy đó. Ác quá.
đại nhân thấy con đuổi đúng không? Ừ, đúng, đúng rồi đó. Vậy hết rồi. Quân đã chiến thắng vang dội, thắng của chúng tôi đây có cần làm lại rồi. Cái đoạn cuối này cũng hay, nhưng mà tại vì mấy cái đồ trước nó mạnh quá. Cái đoạn này cũng hay chứ mà không hay nha. Xác nhận là cái đoạn này hay nha. Là tại vì nghĩ hết mọi chuyện và con đoán như vậy đó. Đáng lẽ cái ao là và con đoán như vậy đó. Mạng sống của người ta mà đoán cái gì? Chém. Đúng, hiểu không? Ao phải cái đó là người ta mạng sống của người ta mà mày đoán hả? Chém, giết mày luôn là thắng. Chắc chắn. Còn không? Chắc còn. Vô hợp tiếp, chơi tiếp. Dạ. Ba, hai, một, bắt đầu. Chào đại nhân, tôi là Trạng Sư. Đến đây làm gì? Tôi bảo chữa cho thằng này. Được. Đại nhân vừa dạo cái gì mà nói thân chuột của tôi giết người? Vừa dạo cái gì? Chưa vừa dạo cái gì? Nhìn đi. Đại nhân có nhân chứng và chứng gì không? Có, hồi nãy có nhân chứng. Tôi đi đuổi, đứng đúng lắm. Trời, xấu ấy mà nghe đoán hả? Dĩ nhiên. Chị Chiêu. Dạ. Đốc. Dạ. Đại nhân ăn quịch, hủ tiếu gỗ. Ý lộn. Căn cứ theo điều 4 khoảng 7 thì nhân chứng ra đến mà đến có lý thì giống được coi là đúng. Căn cứ theo luật gì? Luật lệ. Lệ gì? Lệ rơi. Bỏ tay. Quân đã chiến thắng vang dội, thắng của chúng tôi đây có cần làm lại rồi. Cái điểm rơi nó quan trọng lắm. Cái điểm rơi nó phải vô nhân vật này nè mới phê được. Hồi nãy có chỗ đáng lẽ cười rồi đó, là cái chỗ mà dựa vào cái ghế chứ dựa cái gì, mà tại vì do nói không rõ. Không rõ lúc đó. Dựa vào cái ghế chứ dựa vào cái gì? Đại nhân dựa vào cái gì mà nói thân chuột của tôi giết người? Dựa vào cái ghế, chưa dựa vào cái gì? Nhìn đi. Đáng lẽ là cười rồi đó. Đi còn nói rõ cái đó là cười đó. Không, nhưng mà cái này cũng hay lắm. Nói chung là tất cả những kịch bản này đều hay. Không hề có một cái vấn đề gì xảy ra hết. Đều hay thật sự. Nhưng mà chỉ có là hai cái cuối là cái điểm rơi chưa vào cái bạn này thôi. Còn không tụi con? Dạ còn. Hợp tiếp. Dạ. Rồi, sẵn sàng nha tụi con. Dạ. Cố lên nha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Trước khi chết, ngươi còn điều gì muốn nói không? Dạ có muốn gặp mẹ lần cuối. Được, cho chuyện mày nó. Nhấn khủng khiếp. Cho chuyện mày nó. Dạ có muốn gặp mẹ lần cuối. Được, cho chuyện mày nó. Nhấn giỏi. Tiếp luôn. Mẹ gặp. Tiếp luôn con. 3, 2, 1. Diễn. Trời ơi, khó là con. Mẹ cực khổ, mẹ nuôi con lớn. Tại sao con làm như vậy? Tại sao con hư như vậy? Hư nè. Mama không có hư, nhưng nghe không? Đi gì? Em. Cái con đường muốn lãnh ai vậy lãnh à? Duyên dáng. Tiếp. Còn không? Còn cái này còn không? Dạ còn. Rồi. Còn không? Dạ. Tiếp luôn. Tiếp. 3, 2, 1. Diễn. Ê, bà đưa cái diễn xong, bà biết con của bà tội nặng bao nhiêu không? Nó nặng 18kg đó. Im đi, nội chiếc người đó. Trời ơi, tay trời. Trời ơi, tội lỗi như vậy hả? Đúng là con hư là tại mẹ, cháu hư là tại để qua đêm không có hâm lại nên cháu không bị hư thôi. Đã lệ vậy. Tiếp luôn. Tiếp luôn.
3, 2, 1, diễn. Xin lỗi đại nhân đi. Rồi, đi về. Về đi mày, phá mày. Quỳ xuống. Rồi, tiếp. Tiếp. Quỳ xuống, tiếp. Đã quỳ xuống hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, thôi. Hợp tiếp. Hợp tiếp. Con hư là tại mẹ, cháu hư để qua đêm. Để qua đêm. Bây giờ nó thiêu rồi làm sao mà ăn. Hư thiệt là hư. Xin lỗi đại nhân. À, rồi đi về. Mà cái nhịp nhàng á, cái nhịp ghê thiệt. Nhịp. Trên đời này không có tiết tấu không làm được gì đâu. Rồi, 3, 2, 1, diễn. Người có nhận tội không? Dạ có. Người đâu? Dạ. Có tù giảm chuyện? Dạ. Ai đâu? Dạ. Tù vô. Mai đâu? Dạ. Mai cháu. Dạ rồi. Thủ đâu? Dạ. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Dạ. Ngu nè. Ngu. Mai đâu? Thử đâu? Thử đâu? Ui cha, không đâu. Vô. Vô vô. Rồi mình phải coi tới bao giờ? Em không biết đâu. Tụi con. Dạ. Rồi, sẵn sàng nha. Dạ. Chú nó bắt đầu buổi diễn nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chiếp. Khuyên có thánh chỉ. Khổng thiên thừa giận, hoàng đế chưa giết. Thằng này là bạn của vua, không có được giết. Luật pháp nghiêm minh, có tội phải xử. Bao chuẩn ông sai rồi, nó là bạn của vua đó. Sao khi mà sai, ta là bao chuẩn. Ta nói cái gì cũng chuẩn hết, biết chưa? Chuẩn cái gì bao chuẩn, đây là thánh chỉ. Thì khi giờ mà chỉ, nó chuyện sai ra. Cái miệng thối quá. Ông dám thánh chỉ hả? Quốc của quốc pháp. Dạ. Của gia đình. Không bao nhiêu. Chiến chiêu. Dạ. Đuổi sách. Dạ. Đi lẹ lẹ đi. Đúng đây một hồi ông khùng lên. Ông chiếm đoạt bây giờ. Ông có máu khùng đó. Đi lẹ đi. Về đất quan chủ cho coi nè. Hết chưa? Thì hết rồi. Hay, hai lần cười. Hai lần cười. Hai đô nha, hai đô nha. Hợp tiếp. Phát Tâm. Dạ. Thi nữa không? Chơi nữa. Vô. Rồi, sẵn sàng nha. 3, 2, 1, diễn. Người là ai? Mau thả đại nhân ra. Không, nó không thả bạn của ta ra thì báo chung sẽ chết. Trời ơi, nguy hiểm quá. Báo chuẩn, báo thả bạn của ta ra. Ba chúng ta một đời cộng chiến liên minh. Chẳng lẽ đi ra ngu quá. Chẳng lẽ ta lại không sắp đời chết làm cháy phía lưng tôi bây sao? Chiến chiêu. Dạ. Không thả. Thả không? Ây da, đâu đâu, đúng rồi. Chiến chiêu. Dạ. Không có thả nghe. Thả không? Ây da, đau quá. Thả thì thả. Rồi, ta thả người đó. Người đi đi. Xuất sắc vô tài. Ba lần cười luôn. Ngay cả đặng đô. Tao thả mày đó, đi đi. Cù ngứa quá. Để lại, trời ơi, xuất sắc vậy ta.
ngưỡng mộ tụi con, vô họp tiếp. Ba, hai, một, diễn. Chip, khoan, đây là kim bài miễn tử của hàng thượng, biết tội chết cho nó. Nè, nhìn kỹ đi. Đây là thượng phương bảo kiếm hoàng thuận cho ta. Trên chiếc vô bưng vui chiếc nền thần, tiền trăm hậu tấu hớm ra đem giấu, bây giờ mới xài. Nè nhìn chị đi. Ủa cái là cái kéo mà. Chiến chiêu sao cười gì? Dạ hôm bữa gọt bưởi ăn bị gãy rồi. Đúng vậy, đây là thượng phương bảo kiếm, là anh của thượng phương bảo kiếm, đạo chú của thượng lộ bình an. Nhìn đi, quá đẹp luôn nè. Thấy chưa, ông ngon lắm. Ê đứng lại. Dạ, dạ đây. Trời ơi trời, đây là thượng phương bảo kéo. Bảo kéo. Anh của thượng phương bảo kiếm, chú của thượng lộ bình an. Nói xử không được, đứng lại. Gì, trả bao đây? Đúng vậy, đây là thượng phương bảo kéo, là anh của thượng phương bảo kiếm, đạo chú của thượng lộ bình an. Nhìn đi, quá đẹp luôn nè. Thấy chưa, ông ngon lắm. Ê đứng lại. Chả đây. Nhịp. Nhịp. Tại sao cây kiếm mà gọt bưởi gãy rồi ghê vậy? Thượng phương bảo kiếm bữa giờ đem giấu, nay mới có dịp xài. Vô họp tiếp. Vô họp tiếp. Ba, hai, một, diễn. Không nên nhiều, khai đâu. Dạ. Ủa quên nữa, cỡ mù chấm bị hư rồi mà. Hư thì đi mổ đồ chấm đó. Dạ. Ủa sai. Sai. Tiếp. Lộn. Dạ đó. Rồi. Này mới đúng nè. Chuyện gì? Cậu hổ nuôi mấy chục năm mà thằng nào chẳng bắt cái nào rồi. Chị chiêu sẽ giống cái gì? Nó đó. Chân chị. Thằng nào mà áo quá cô húa đệm như vậy mà đi chặt đầu con hổ. Nè xây đá đầu con chó đi. Trời ơi có duyên quá. Trời ơi sao thông minh dữ vậy. Trời ơi con hổ mà nó nhìn kia chứ bộ, nó nhìn con hổ kia lợi nó nói nhỏ mới ghê chứ sao giống dữ vậy. Dạ nó đó. Chị chiêu sẽ giống quá vậy. Nó đó. Ôi ở đâu ra vậy trời. Pháp Tâm. Dạ. Thi nữa không? Dạ nữa. Vô. Mười. Vòng tiếp theo bắt đầu diễn. Thuốc mê đi rồi. Mùi gì vậy ta? Ây da nhức đầu dễ sợ.
không suy nghĩ hả? Ê, cuối cùng cũng xỉu. Ta đến cứu ngươi đây. Mở khóa ra đi. Cứng quá mở không được. Dở lên coi. Ý da nặng quá. Có cách rồi. Kìa, thấy cái lỗ ở đó không? Thấy. Ừ. Cứ ra lỗ này nè. Đi thôi. Ngu này. Đi thôi. Rồi đi thôi nữa. Hay luôn. Xong rồi con ơi. Con ơi xong. Tiết mục tiếp theo bắt đầu. Chào Đại Nhung. Ừ. Mời Đại Nhung ngồi ghế. Ừ. Chiến chiêu. Dạ. Mở cửa. Dạ. Ra đi. Nếu thì ngươi là bạn của Hoàng Thuận, sáng ngày mai sẽ cứu ngươi tới đây để đón ngươi. Yeah. Thả ngươi ra ngoài pháp trường để chém đầu ngươi. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Bị dụ. Hết chưa? Dạ rồi. Được. Cái nhà tù này thiết kế ghê ha. Học tiếp. Tiết mục kế tiếp bắt đầu. Nghe ta nói đây, người sống cộng tuân theo luật pháp là bất trung, làm khổ cha mẹ là bất hiếu, người mà hại người là bất dung, người mà giết người là bất cứ đứa nào cũng phải chạy ra hết, biết chưa? Dạ biết. Sống là phải có đạo đức, cũng giống như đi diễn là phải có đạo cụ, biết chưa? Dạ biết. Làm người là phải tuân theo luật pháp, cũng giống như làm thú là phải tuân theo luật rừng, biết chưa? Dạ biết. Phải học theo chiến chiêu nè. Chiến chiêu. Dạ. Sống là phải làm sao? Dạ. Sóng là sóng biển dập dìu, cuồn cuồn cuộn, nhấp nhô nhấp nhô. Tào lao. Hết rồi. Dạ hết rồi. Dạ hết rồi. Còn không? Dạ còn. Dạ còn. Dạ còn. Hợp làm cái cuối cùng. Tiết mục kế tiếp bắt đầu. Chiến chiêu. Dạ. Nếu bây giờ mà ta chiếm đồ nó thì xã hội ở ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những tên độc ác, ta phải làm sao đây? Trong khi đó chỉ cần ta tìm ra được phương pháp tiêu diệt cái ác trong tâm của mỗi con người thì xã hội chỉ còn lại chơi ăn lại với người hiền. Đúng vậy đấy nhung. Chẳng dù ta nè. Chiến chiêu. Dạ. Thấy ta thế nào? Dạ. Đại Nhung là một vị quan cộng chính liên minh, sự án du thần, phẹn đầu chung đó, bách phát bách trúng, không bao giờ hụt. Một mũi tên 90 con chim đang đậu trên cành, không trúng con nào, đèn chim ba về đổ ăn. Hết chưa? Dạ rồi. Chưa. Chưa. Tiếp. Tiếp. Chưa còn. Ừ, đúng. Thì ta. Còn xíu nữa nhỉ? Rồi con nói làm luôn, làm luôn. Thì con không biết nói. Ủa sao con biết mà con biết nói? Tới ai nói, tới ai nói.
Ừ, giỏi đó. Hết. Giỏi đó. Hết rồi. Tuyệt vời. Tính sơ bộ khảo sát chúng tôi cho thấy tính theo nụ cười thì hai giám khảo cười tổng cộng là 28 lần. Trời ơi trời. Trời ơi, một hiện tượng thưa quý vị. Nếu cái này mà được dịch ra tiếng nước ngoài, cười luôn. Cái này nè là kịch quốc tế chứ không phải kịch Việt Nam nữa. Không cần hiểu các bạn nói gì, chỉ cần subtitle tiếng nước ngoài, bất cứ nước nào coi cũng cười. Thiệt. Đỉnh cao. Phải làm được điều đó. Trước tiên là đồng ý. Đây là những đứa trẻ quá duyên dáng, làm việc quá kỷ luật, hợp tác, thông minh và đặc biệt cực kỳ ngây thơ. Rồi bây giờ mình trao giải đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi mình dọn bàn mình trao giải, mời năm đứa con lên luôn nè. Đây 150 triệu. À, các con không biết gì đâu. Chúc mừng các con. Không ai lấy hết, không ai lấy hết. Mùa nào như mùa đấy, không an tâm lắm. Tiếp tục là giải thưởng 150 triệu đồng với tổng cộng là 28 lần cười của ban giám khảo. Và thưa quý vị, đồng thời cũng là khép lại mùa thứ 6 của chương trình Thách Thức Danh Hài. Và chúng tôi rất là cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chương trình Thách Thức Danh Hài. Và chúng tôi sẽ hy vọng gặp lại tất cả quý vị trong những mùa tiếp theo và những tiết mục đặc sắc hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.